Loa 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 loa, ngày 19 tháng 3 này, tại sân vận động huyện có cuộc thi đá bóng. Tức 29 tháng Giêng An Nam, có nhiều chiến tướng đá rất hay. Quan chơi huyện lệnh cho xã Ngũ Vọng phải tìm đủ 100 người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được vắng mặt. Tuy nhiên, những ai đã đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Đây là một lễ hội rất quan trọng nên tất cả phải ăn mặc chỉnh tề. Tuy đây là việc thể dục nhưng bà con không được phép xem thường, nếu không sẽ bị khiển trách. Loa 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 loa, loa 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 loa. Bác nghe thấy gì chưa? Lại phải bỏ về đất cổ cũ đấy. Tháng trước nữa đi xem khiêu vũ, tháng trước đi khánh thành sân thể dục, tháng này đi xem bóng đá. Dân đang đói mốc ra đây, các ông lại còn bày vẽ. Tháng này nhà tôi lại phải chịu đói mấy ngày. Lại ông là phúc tha cho con. Má con phải đi làm cho ông Nghị, kẻo ông đánh chết. Cậy mày, theo lệnh quan tao chiếu sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi. Các con lại ông, trăm nghìn mới lại. Ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ. Thì mày hẹn làm người khác với ông ấy. Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con không dám nói sai lời. Nếu không, vợ con chết đói. Chết đói hay chết no tụi đấy không biết. Nhưng quan tao có lệnh, tao cứ theo phép tao làm. Đứa nào không tuân để quan gắt, tao chỉnh thì rũ tù. Lại ông thương phận nào, con nhờ phận ấy. Mặc kệ chúng bày, tao thương chúng bày như ai thương tao. Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu. Ông Lý ơi, con chào ông Lý ạ. Lại thầy, nhà con đau yếu, lại sợ thầy mắng chửi nên không dám đến. Lại thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem bóng đá vội. Việc quang không phải như chuyện đàn bà các chị. Lại thầy, làng ta đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau. Ốm yếu cũng phải đi, lệnh quan như thế, ai cũng lấy cớ ốm yếu thì người ta đá bóng cho chó xem à. Thưa thầy, giá mà nhà con khỏe khoắn thì nhà con chả dám kêu. Nhưng mà từ đây lên huyện những 9 km, sợ nhà con đi nắng thì cảm, có chuyện gì thì phải tội. Ông đây không biết, mà ông cũng không cần biết vợ chồng chúng mày thu xếp với nhau thế nào, đấy mặc kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con được không ạ? Không, phải là nông kia chứ, chị nữ nhân ngoài tộc, ai tin. Thế thì không biết làm thế nào được. Thì lòng thành, ông Lý cứ nhận đi cho cháu nó vui. Hôm ấy á, không bận đi ăn cưới thì cháu nó cũng xin vâng. Tôi đã nhờ thằng Sang đi thay thế cho cháu nó, cũng thế mà. Ông làm ngơ đi là được. Ngộ, nhớ con biết có chết tôi không? Quan đến đủ đầu người, có ai xem thẻ đâu mà ông sợ. Tôi nhận lễ con của bà mà tôi lo lắm, việc quan nào phải việc chơi. Ông làm phúc lắm mà Lị. Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế hay là ăn mặc như thằng mày ấy? Không, việc ấy không phải lo, nó đã sống được đủ cả rồi. Cháu mặc cả và đã khoắn đủ với nó như thế. Gặp phải những người như con bà thì tôi lo chết được. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, thì cháu phải thuê người khác đi thay thế. Khác cái gì? Thế đến cả cái hôm 29, bà bảo thằng San chỉ sẵn ở đình, tôi dẫn đi. Ê! Ông cho nó cơm nước thông thả đã chứ. Đá banh á, ít ra 3-4 giờ chiều mới bắt đầu. Tôi tưởng 12 giờ ở nhà đi cũng vừa, buổi sáng tôi còn mượn nó đi cúp mảnh vườn. 3-4 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ để ngày điểm. Mà quan bảo 12 giờ thì mình phải đi 11 giờ cho sớm sủa. Và lại tôi còn đem cờ lên lúc 10 giờ, thế thì chả đi 5 giờ thì lúc nào mới đến. Cho nên mọi người phải chờ tôi ở đình. Thế thì sớm quá. Tôi không lối thôi, bà không bằng lòng tôi cứ bắt đích danh con bà, mặc kệ. Không, lại ông thế nào thì tôi chả phải nghe, là tôi nói thế thôi. Chào ông tôi về. Này,
Có gì bà bảo thằng San nắm cơm từ chiều hôm trước đi, chứ sáng hôm mấy mới dậy thổi thì không kịp đâu. Vâng. Thiếu những 18 thằng kia, Tuấn đâu? Đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Đã hẹn lại còn tính trùng phóng. Dạ. Thực chất, chúng con đã cố gắng hết sức rồi ạ. Chỉ gom được từng ấy thôi ạ. Lôi cổ chúng nó ra đây. Đứa nào láo, đánh sặc tên chúng nó ra đây. Tội vạ đây ông chịu. Mẹ bố chúng nó. Việc con thế này có chết người ta không? Chúng mày gô gỗ cả. Giải ra đây được cho ông. Dạ, bẩm. Tuấn lệnh ông ạ. Lục kiếm nắng nó cho tao. Nhanh. Bên đây. Hòa. Bên này kiếm kỹ vô. Còn chừng nó trốn lanh lắm. Để ở đây kiếm giùm cho thiệt chứ. Nó đi đây. Chết mày. Lên. Nhanh. Tôi lại cắt bát cho tôi ở nhà là tôi còn làm ăn nữa. Biết mày đã có hẹn với ông Lý, mày không tới giờ ông ấy chửi ầm ầm lên kia kìa. Tụi tao cũng ăn chửi này. Tôi đi thì tôi mất cả ngày. Mất một buổi làm thì tôi với cháu tôi bị nhìn đói. Tôi lại cắt bát. Tụi tao không biết. Mày Lị, tôi không mượn đâu được quần áo hết. Không cần biết, mày đều nói ông Lý. Mày đâu? Nhắc đi. Được rồi, chúng bay nghe đây. Tất cả chúng bay phải xếp thành 5 hàng lại, đi cho đều bước. Tới lúc đó phải vỗ tay luôn luôn vì có quan khách nghe chưa. Còn Tuần, tụi bay nhớ kiểm tra chung quanh cho tao. Có đứa nào trốn về thì báo ông. Mẹ bố chúng nó. Cho đi xem ra bố chứ có giết ai đâu mà trốn thì trốn giặc.